Tìm số dư của phép chia 5 mũ 70 cộng 7 mũ 50 chia cho 10, 12. Thì thứ nhất các bạn phải phân tích thằng này về một cái dạng gì đó mà khi mũ lên cái số dư nó không thay đổi. Các bạn nghe kịp không ạ? Rồi, vậy bằng 5 mũ 70, kỳ lợ phân tích là 5 mũ 35 nhân 2 cộng 7 mũ 50 sẽ là 7 mũ 25 nhân 2. Tiếp theo các bạn cần nhớ kiến thức A mũ N nhân M thì bằng A mũ N tất cả mũ M, M. Vậy bằng, ở đây mình sẽ phân tích thành 5 mũ 2 tất cả mũ 35 cộng, đây là 7 mũ 2 tất cả mũ 20, 25. Được chưa? Rồi, bằng 5 mũ 2 chính là 5 x 5 bằng 25 mũ 35 cộng, đây ra là 49 mũ 25. Rồi, ở đây nếu bạn nào giỏi thì các bạn dùng phương pháp đồng dư, còn bạn nào không giỏi thì các bạn cứ nhớ đến chia hết và chia có dư. Thì mình có gì à? Ta có 25 chia 12 được mấy à? Được 2, dư 1. Được chưa? Từ đó suy ra nè. 25 mũ 35 chia 12 cũng dư 1. Các bạn tự kiểm chứng nha. Tương tự 49 chia 12 dư mấy à? Dư 1. Được 4 dư 1. Từ đó suy ra 49 mũ 25 chia 12 cũng dư 1. Từ hai thằng này số 1, số 2. Vậy từ đó suy ra 25 mũ 35 cộng 49 mũ 25 chia 12 dư, thằng này dư 1. Thằng này dư thêm 1 nữa cộng lại sẽ dư 2. Ok chưa ạ?